Để bà. Mày đầy đứa nói rồi này, còn nó về nó nói. Nói là con này cháu nó nói là chim chơi chim buổi làm ấy. Này thả nó không đi, nhà nó quẩn giống như gà, nuôi từ bé là thả như giống như gà nhà. Không biết nói luôn. Gọi này là nó đi nhưng mà loại con này không đi này. Con này nuôi thả nhà nó. Con này con diều. Ba ơi, con này con này con diều hâu gần đại bàng. Con này con diều hâu. Con này con quạ là 1 năm nó nói, cái thằng chỗ nhà tôi nuôi nói như người á. Tập nói như người luôn. 1 năm hơn 1 năm mới nói được. Không, thả nó không có đi nữa cô cô. Ừ. 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 Không phải diều hâu à? Tập nó nói như người luôn. Ừng diều hâu đại bàng như cùng loài. Con này là con diều hâu. Con này biết chống mái không nhỉ? Chơi con này còn hay hơn con này này. Con này thả nó đi nhưng con này thả nhà không đi. Nếu mà người chính chơi thì chơi con này hay rồi. Con anh này có nuôi đến 10 năm thả làm nhà kia. Thế đội săn mồi ấy bác nó phải thả ra chứ. Không biết nó chọn kiểu gì nhưng mà nuôi tôi cũng nuôi mãi là cái gì. Còn loại này không đi. Loại này thả đi quẩn quẩn nhà như cả. Còn nó bao giờ mày em nuôi. Không xem nó thông minh. Con nuôi này hay lắm. Con nuôi này hay. Nuôi con đấy hay hơn con này. Đặt mua con này hay lắm. Ui, con này nó ngoài đâu, con này nó không biết gì cả. Con này nuôi nó không biết gì đâu ạ. À. Con này tính chất như là nó đẹp rồi, nhưng mà nó ngu lắm. Con kia nuôi này. Nó chui. Thế thôi chứ. Nó lấy đồ ăn này chào. Tôi ở trong ngõ ấy nó hai con.